Thưa quý vị, Việt Nam mới cho phép mang thai hộ từ năm 2014, khi mà luật hôn nhân gia đình năm 2014 cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, trên thực tế đã xảy ra những sự việc mang thai hộ cho người thuê để mà kiếm tiền, thậm chí còn có cả sự tham gia của các bác sĩ. Và mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại. Và các đối tượng này đã thực hiện hành vi như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Danh Hòa để làm rõ hành vi tổ chức mang thai hộ. Riêng bị can Hòa được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan công an, bị can Hòa là bác sĩ sản khoa và hiện công tác với nhiều bệnh viện khác nhau ở Hà Nội. Bị can Hòa có mở một phòng khám tại nhà nhưng không có giấy phép hoạt động. Nhiều năm trước, bị can Thảo quen biết Hòa vì từng sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Qua tham gia các hội nhóm, diễn đàn về hiếm muộn, Thảo quen biết với bị can Nguyễn Anh Thư. Hai bị can này tham gia nhiều hội nhóm về hiếm muộn rồi đăng thông tin tìm người có nhu cầu thuê người mang thai hộ và người mang thai hộ để làm trung gian môi giới kiếm lời. Sau đó, Thảo và Thư đã cùng hợp tác với Nguyễn Danh Hòa để hình thành đường dây mang thai hộ. Năm 2019, em có quen biết bạn Tuệ Lâm ở trên Facebook. Thì bạn có đặt vấn đề là muốn tìm nơi để làm sinh con theo ý muốn và nhờ người mang thai hộ. Em có nhận lời và giới thiệu vợ chồng anh Trung với chị Hạnh qua cho một chị là chị Thảo để làm hồ sơ. Còn lại thì em sau khi em nhận tiền hoa hồng rồi thôi, còn lại là do hai bên đã từng làm việc với nhau. Vào đầu tháng 10, mình có quen biết với lại anh Thư có giới thiệu mình gặp chung với Hạnh. Hai người đó đề nghị là muốn chọc trứng, tạo phôi, lấy tinh trùng để muốn có một đứa con trai. Sau đó mình dựa vào quen biết, mình có đem dẫn hai chồng nó đến gặp bác sĩ Hòa. Rồi sau đó bác sĩ Hòa sau khi thăm khám này kia đạt, thì bác sĩ Hòa mới bắt đầu quyết định đồng ý làm cho hai vợ chồng này và bắt đầu hướng dẫn mình bắt đầu làm giấy tờ, phải có đăng ký kết hôn để đưa vào trong bệnh viện. Các đối tượng thường là sử dụng những thủ đoạn rất là tinh vi, đặc biệt là áp dụng với công nghệ cao và áp dụng các cái phần mềm liên quan đến các cái trang mạng trong hiếm muộn về Facebook, các cái trang mạng về Zalo, các cái trang mạng về các cái trang về WeChat để mà thực hiện các cái giao dịch, cũng như là trao đổi về thông tin, thống nhất với nhau để trong cái quá trình mà để tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Ngoài ra, các đối tượng cũng thường thay đổi SIM, điện thoại và di chuyển, gây khó khăn cho cái cơ quan điều tra khi mà xác minh làm rõ. Trong đường dây này, Hòa là người trực tiếp thực hiện thủ thuật hỗ trợ sinh sản. Đối với những người không đủ điều kiện để tạo phôi thai, các đối tượng trên trực tiếp hỗ trợ làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa, đưa vào bệnh viện tạo phôi, sau đó đưa phôi đến phòng khám không phép của Hòa, đặt vào người mang thai hộ. Tôi làm chuyên ngành về vấn đề về IVF, tức là về hỗ trợ sinh sản. Trong quá trình đấy thì có quen chị Thảo. Thì chị Thảo có nhờ tôi là đặt phôi cho hai người, đặt ở chỗ phòng 403, tòa nhà N2D Lê Văn Lương. Chỗ đấy là phòng khám của anh hay là như nào? Không, cái đấy là cái cơ sở để tôi làm cái đấy thôi. Cơ sở đấy có được sở y tế cấp phép không? Không được cấp phép. Nghĩa là phòng khám chui của anh đúng không? Được anh đặt phôi tại đấy đúng không? Đúng rồi. Bác sĩ này thực ra là không phải là bác sĩ chính thức của bệnh viện nào cả, mà chỗ bác sĩ này cũng có cái chứng chỉ và cũng có chuyên ngành về IVF và thụ tinh nhân tạo, thì thụ tinh trong ống nghiệm ấy. Thực ra thì bác sĩ này thì có vai trò rất là tích cực trong vấn đề để thành công tạo phôi cũng như là sau quá trình mà là thành công của hai cái người được thuê mang thai hộ. Liên quan đến trường hợp bị can Nguyễn Danh Hòa, đại diện phòng hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua kiểm tra thông tin trong hồ sơ quản lý cho thấy người này không hề có giấy phép hành nghề.